Có nhiều em bé lắm nha, không chịu đi học, biết chưa? Rồi. Em bé biết chưa? Biết rồi. Không đi học thì bị làm sao? Chị ông chị ăn thì. Ông khỉ bắt đi luôn, biết chưa hả? Biết rồi. Có sợ ông khỉ không? Có. Thế có đi học không? Có. Đi học có ngoan không? Có. Ngày mai là phải đi học, biết chưa? Biết rồi. Đi học phải ngoan, không khóc nhè, không đái dầm, không được cào bạn, biết chưa hả? Biết rồi. Phải ngoan. Vâng. Nếu không là ông khỉ đến, ông khỉ bế đi luôn. Ông khỉ mang về nhà ông khỉ nuôi luôn. Mang cả tên bạn không? Mang hết luôn, không chịu đi học, bắt hết luôn. Thế thì mang cô không? Không. Bắt cô đi làm gì? Cô ngoan. Cô làm gì? Cô dạy các em bé học chữ, học múa, học hát nữa, biết chưa? Biết rồi. Các em bé hư là ông khỉ sẽ đến bế về nhà ông khỉ ở đâu? Ở trong rừng ấy. Về nhà ông khỉ ở luôn, ông khỉ nuôi. Ông khỉ thích các em bé hư. Ông khỉ trắng đi. Không, ông khỉ không trắng đâu. Ông khỉ đen xì luôn, mắt đen xì. Bắt đi luôn. Không chịu đi học, ông khỉ bế đi luôn, biết chưa? Mà ông khỉ này đáng yêu lắm. Không đáng yêu đâu, sợ lắm. Ban đêm mắt ông khỉ đỏ lừ, lưỡi dài, thè ra, biết chưa? Ghê lắm. Không đi học, lười đi học, khóc nhè. Và ông khỉ không thích đâu, ông khỉ không yêu. Ông khỉ bế đi luôn. Nghe chưa hả? Nghe rồi. Có đi học không? Có. À, ngoan lắm.